Sẽ tan hết không? Có sẽ tan hết không? Như cái chỗ nứt nứt này là nó ngấm ở trên đây nó xuống chứ không phải ngấm kia. Ít đấy nhỉ, có đủ không? Đi được không đấy? Xin chào các bác, chào ông, chào các ông các bà đi, chào các bác đi. Xin chào các bác. Hôm nay thì hai ông cháu lấy cái nhựa đường của bác ạ, như là như thịt trâu ấy nhỉ. Hôm nay là cái chỗ bếp ấy, cháu với cả ông là sẽ đun cái nhựa đường này để đi vào cái chèn cái chỗ mưa bị dột này các bác. Hôm qua là bị dột nhiều đúng không? Vâng. Đấy, cái chỗ tấm lập pro ở đây này. Đấy, cái chỗ này là bị dột nước các bác ạ. Những cái tấm pro ở đây là trực tiếp là gắn vào cái tường ấy, thành ra là bây giờ nó bị ngấm xuống này. Thì cháu với cả ông là không có cách nào mà xử lý, thì lấy nhựa đường về để đun xong à, lấy đi đáp ở trên kia xem là có khả thi không ấy các bác. Tại vì là trước thì cũng có lấy xi để cho vào, nhưng mà cái trong thời gian để lâu ấy nó lại bị vỡ ra, nó không ăn đứt nhau ấy, thì ra nó bây giờ nó cứ bị dột này. Bây giờ phải nhóm lửa lên để cho nó tan đó. Đấy, chỗ này ông cũng thiết kế lấy cái cái miếng pro về đây để dài cho nó nước nó đỡ hắt vào trong này trực tiếp này, nó sẽ dài xuống rất xuống hai bên này. Đấy, ông cho vào đây luôn đi. Đây phải lọc chứ đấy. Lọc á? Lọc cái gì? Có cát nhiều quá. À, có cát à? Nhưng mà tí lọc kiểu gì được nhỉ? Lọc được không? Lấy cái gì lọc được? Nhưng mà tí nó có ra được không? Tí nó dính hết nồi ấy. Không dính. Cái này được rồi mà, lấy cái nồi này được rồi mà. Tí lấy cái này lọc đây, để cái riêng ăn. À. Rồi ok. Xem ông làm thế nào thì ấy. Người ta cũng toàn đun kiểu này mà nhỉ? Vâng. Người ta có bình khò không ạ? Thì hôm nay thì ông khỏe mạnh trở lại rồi, lại tiếp tục cái công việc cũ của ông thôi. Cứ có công việc gì làm là cháu sẽ tiến hành để làm luôn. Wow, đèn đi. Bao giờ nó mới tan được không? Cái này là nhặt cái cũ của người ta về ấy, thì nó khá là nhiều cắt với lại sỏi các thứ. À, có nghĩa là tí mình rót xuống đây nhỉ? Ừ. Lâu tàn đấy. Hồi còn nhỏ ấy, cháu đi bắt củi đi bán là được một cái áo mới, xong là đi thấy nhựa đường này thích quá đấy, đút vào trong túi áo này. Xong là về sau nó tan hỏng hết cả cái túi luôn. Bán củi thì bán được 2.000 hay 3.000 đấy, 2.000 một bó hay sao ấy. Củi bổ, củi khô cơ, củi đẹp chứ không phải củi cây vầu như ông không. Đấy. Xong bán bao lâu mới được có cái áo. Xong là thấy nhựa đường là thích quá, đút vào túi này xong là trời nắng về nó tan dính hết áo. Thế ông lấy ít trà mắt gan về đun đi ông.
Đấy, xong mình đun xong cái này là lấy trà mát gan về cho ông cháu mình đun tí uống trà mát gan tí. Ông rửa qua một chút nhé. Ông rửa qua lấy cái lá kia cũng phải rửa qua một tí nhé. Ông sẽ đi đun nước lá trà mát gan của bác ạ. Mới bắt đầu chảy nhựa ra rồi đấy. Xong chưa? Mà đây ông ơi, nhựa này cũng sắp xong rồi đấy. Vâng, ông đặt vào đây luôn đi. Đặt vào đây cho nhanh sôi này. Để lấy cái nắp vào đây. Đấy, nhựa này là bắt đầu tan ra rồi này. Bắt đầu tan ra dần rồi. Sợ hỏng cái nồi không nhỉ? Nắp mà ghê, nắp trời nắng lấy phơi nó thôi. Để khác ra đúng không? Bây giờ nó đang kêu này. Ui. Thấy người ta là đun là cũng lấy cái bình khò khò mà. Vâng. Khò xong bắt đầu giải nhựa các thứ. Cũng là lấy cái nồi to. Cái nồi mà. Lấy cái nồi to đun mà. Vâng. Úp hẳn nó xuống này. Ông đi kìm một cái đoạn cây que về đi. Đấy nó khuấy khuấy đi. Đây ông thiết kế được cái kẹp này. Cái kẹp tai nồi tai chảo các thứ ấy, rất là tiện luôn. Đây cổ lắm rồi. Dạ? Chưa, nó đã tan hết đâu. Chưa tan hết đâu. Có cho tan hết đâu. Đây xin hỏi nó kiểu nó múc để trong bếp đó. À. Nó có cả đá cả cắt các thứ nhỉ. Không có cái gì cho được rồi, lấy ra xem nào. Thử ra xem. À từ lấy cái thì quẹt ngang miệng không cho đá nó xuống này. Wow. Mì lan trên kia nó tan mất à? Ừ. Sợ nó đông đông không? Không đông bây giờ. Đủ rồi nhỉ? Đủ không? Đúng không? Đun nữa à? Đun tiếp. Nó tan hết. Lấy hết luôn à? Đấy. Trên kia nhiều lắm à? Một tí thôi mà, không cần nhiều lắm đâu mà. Cho nó nhiều đấy.
Thế mình mang lên kiểu gì nhỉ, nóng không? Nhựa này là người ta làm bằng từ cây cái gì nhỉ, cao su à hay là cái gì, cháu cũng không rõ nguồn gốc đâu. Không biết đâu, mình chỉ thấy cái này là độ kết dính của nó rất là cao luôn ấy. Người ta làm đường nhựa là phải có nhựa này thì làm nó mới bền. À tí lấy nước về đun chắc nó ra hết đấy nhỉ, đun nóng lên đấy nhỉ. Chắc thế, dính nồi mất rồi, hỏng cái nồi rồi ông ạ. Thì lấy nước nóng về đun thì xem nó ra không, chắc ra thôi. Dạ rồi. Chặt ra, ừ, khôi quá. Thôi đủ rồi nhỉ, chắc đủ rồi. Lấy cái nước mắt gan kia đổ vào, cho lên đây đun để tí nước. Ăn cháu mình uống, cháu khát nước quá. Ok, ăn cháu mình đi nha. Đi đường nào không? Đi đường bên kia. Trèo cái nhà bên kia sang nhỉ? Vâng. Trèo được không? Được rồi. Cậu đâu à? Lên đường nào đây? À đây có cái đường lên này. Ông lên trước đi để cháu đưa cho ông. Ông đến đỡ nha. Vâng. Đến được không? Ông đến đợi cháu nha. Vâng. Cháu lên nha. Cẩn thận nha. Từ hôm bắn mái xong đến giờ là chưa có lên đây bao giờ. Wow, nhưng mà có nước kìa. Mặc vào. Ông cứ dám vào thì chuẩn đinh nhá. Từ từ, nhiều nước quá không được đâu. Chắc chưa đủ mới. Cái gì bị quyệt nhỉ?
Ô, nú thái. Có đẹp không? Nó hơi ấy rồi nhỉ. Đến lên đây nó đông nhiều rồi. Chẳng biết nó ngấm từ đâu xuống ấy. Đợt này thì nó kẹp vô này rồi. Ông ơi, ông phải dấm vào giữa nữa đi. Không được dấm vào đấy đâu. Thì nó gãy luôn đấy. Vẫn à. Lấy tay được không? Dính. Tí về rửa. Không ổn nhỉ. Ô, cứng đơ hết rồi. Không được. Thôi cứ rót nó xuống, nó kệ nó đi nhỉ. Ừ, kệ nó, cho mai mai kia trời nắng. Nóng à? Buồn nóng, buồn đặt nào. Dính tay. Liệu có ổn định không? Tí dính tay có rửa ra không nhỉ? Chắc ra thôi. Để đây mai kia nắng nó thật tan thôi. Nhưng cái này cháu thấy ổn ổn đấy nhỉ? Ừ. Còn đây đây cũng đây. Để đây à. Ừ, cái này đun đun xong là mang lên luôn. Ừ. Đun xong là mình mang lên đây rót cơ. Nghĩa phải đun ở gần đây. À, mang lên đây. Nhóm lửa trên này ông ạ. Nhóm lửa trên này xong là đun trực tiếp ở đây đổ vào. Đúng không? Đấy. Thì mình mang dưới kia lên đây nó cứng rồi. Thôi để làm cái kiểu khác đi. Kệ nó đi ông ạ. À, ông mang cả cái nồi về đây đun đun lửa đây này. Nhóm lửa đây. Sau là mình rót trực tiếp vào nó sẽ không bị co lại, bây giờ nó bị cứng đơ hết rồi. Thôi được rồi, mang về nhà đó. Không thành công được quá. Như này là vẫn chịu ổn định được đâu. Đấy, để ở đây xong là ông mang lửa lên đây đun nhỉ? Ừ, phải chắc mới đủ. Thôi đi về đó. Bây giờ về khiêng cái máy kia vào nhà đó ông ạ. Vâng. Đi cẩn thận nha. Đi dấm vào cái chỗ đinh nha. Pro này cũng khá là chắc đấy các bác. Nó không chắc là không dám dấm lên đây đâu. Ông cũng phải ngoài 60 cân đấy. Dấm lên thì không bận gì. Dấm vào chỗ đinh nhá. Cháu sẽ đi lên đường này thôi. Gì ấy? Nó đã làm gì ấy? Bị dột à? Thiên chỗ này. Chắc là chỗ này đấy. Chỗ này với chỗ này thôi. À. À.
đi về đi ông ạ, đi khiêng cái máy về để cất nhà. Lấy ông lấy bạt ra đúng không? Vâng. Bạt ra ông ạ, khiêng mang về nhà để đó. Wow. Đây này, ông đi nhặt nhạnh những cái tấm pro cũ của người ta mua lại, mang về để làm được cái mái này. Ui không có cái này, cái này chưa có cái gì để giải nhỉ? Vâng. Cái này máy tấm ấy, để cháu mua luôn lên cho. Nhưng 8 tấm sao ấy. Có dám lên trên kia không? Đây á. Ừ. Không dám mấy. Nhưng hôm trước đóng kiểu gì? Trước á. Ừ. Nó đi một người đi từ từ thôi. Đi một người á? Vâng. Thế bây giờ mình phải có cái tấm nóc này này. Vâng. Tấm nóc thì cây nó mới không bị mục ông ạ. Vâng. Bây giờ nhìn cái chỗ này là cái kho này rồi. Không biết là để được lâu không. Đấy, bây giờ thứ nhất là mình cứ để như thế này thì cây các thứ là nước nó không vào thì nó sẽ được lâu ấy. Vâng. Wow, nhìn sang phía bên kia đẹp chưa ông ạ? Nhà mình bây giờ ở trên cao này nhìn xuống đẹp nhờ. Vâng, chỗ nào cũng thấy hết rồi. Nhìn thấy hết này. Đấy, nhìn cái máy pro này các bác, cái máy tôn ấy. Trông xanh lè như kiểu là trông màu của cây rừng ấy. Nhìn sang phía bên kia quả đồi cái kia. Nhìn rất là đẹp này. Wow. Đây có người nhìn cái con nhìn thấy xa tết đấy. Thấy xa lắm nhỉ. Vâng. Thì đi qua cái đồi tiếp trong kia là đi vào Hà Giang ấy nhỉ. Vâng. Bắc Quang. Bắc Quang Hà Giang. Đây nhìn thấy đấy. Vâng. Thấy hướng nó thôi. Thấy hướng thôi chứ không phải thấy. Chưa nhìn thấy của nó đâu, nó phải qua mấy quả đồi bên trong kia cơ, xa lắm. Ôi, đi về đi. Được không đấy? Nặng phết đấy. Để đâu ấy? Để bên kia. Để con lại đi. Thế rồi. Để ở đây đó. Dạ, để ở đây đó. Để xuống. Để ở đây đó. Xong hôm nào xong hết thì cho lấy làm sàn sau. Bây giờ mà bên kia nó vướng sàn các thứ ấy. Cứ để ở đây đó, không sao đâu. Nhớ gọn sang phía bên này đi. Nhớ nó đi dịch sang bên này đi. Cả cây đòn có thứ để nghiêng, để nguyên luôn nhỉ. Quá không? Con trâu sắt này. Để kia nó, để cả cây đi, hôm nào khiêng nốt đi. Khiêng cho vào. Bây giờ làm cái sàn trên kia xong, à để dưới cái sàn hết nhỉ? Vâng, để dưới cái sàn. Để dưới cái sàn này thì bây giờ trong này có mưa có hát nào không? Có đấy. Để vào góc nào được? Vâng. Chắc để cái chỗ mấy. Vâng, để xem chỗ nào đó ấy hơn đi, cứ để vậy đấy nhỉ? Vâng. Đây để kia vào luôn. Để kia cũng được, lấy cái máy này ngoài kia nó tốt rồi. Đi ra tới lối này. Đúng đấy. Quên à, khiêng qua đường bên kia nhỉ. Đứa nào cũng giàu hết. Cái gì khiêng cho kia. Nhà nào thì ôi cũng không. Thế thì ngoài cũng được mà nhỉ. Máy tốt này của ai đấy? Này à. Có mượn mấy hôm nữa tuất có mượn được không? Được.
không phải đập bằng tay như đợt trước thì mệt lắm. Đấy cái da đi không cần đâu mà, đấy không cần đâu mà, nó có chân đứng các thứ rồi, không cần kê đâu mà ông, cái này nó có chân bánh các thứ rồi, không cần đâu mà. Nó giảm vào đứt. Rồi, cho nó đi. Đôi lại đi. Bây giờ lấy tay nhấc dần thôi, sang bên kia cởi sau ông ạ, để sang bên kia. Bây giờ từ từ hắn. Không để nguyên mà, quay lại mà. Nhấc mình cho vào kiểu gì được. Ê, bây giờ có phải nhẹ hơn thôi. Chắc để đây cũng được. Đợi điểm, lấy, lấy về điểm cũng được. Đồ đạc các thứ để dưới gầm sàn này sẽ an toàn hơn. Vâng. Thì ngoài trời kia thì kể cả mình che nó cũng không được bằng như ở trên nhà mình che bằng mình dọn các thứ. Cháu mình chẳng lẽ không nhấc được cái máy này. Ông nhấc đầu kia cho nhẹ đi cháu, nhưng này cho nó nặng lên. Nhấc cái chân của nó. Nhấc cái chân là cái chân cái ghế. Cho nó vào bên trong. Kê cái bánh. Chân trống của nó, ông cho lên ca để cháu kê một bên gạch này đi. Đấy, thả chưa? Được không? Lấy cái dây buộc lại ở đây nhỉ? Vâng, lấy dây buộc. Lấy cái dây buộc lại ở đây nhỉ? Khóa lại đi. Rời thì nó xỉ nó, nước vào trong không dám rời. Không rửa đâu, máy móc không rửa bằng nước rồi. Để xem con Dung không? Thế Dung chưa? Đấy, cảm ơn. Giờ nha, đây là kia cháu thở một tí này. Rồi, sáng đẹp rồi. Rồi xem con Tiêu không? Đang số. Đang số không ạ? Côn đây đúng không? Chắc thịt dâu. Để lâu ấy, nó phải giật mấy lần mới được.
hết dầu rồi. Hết dầu rồi, nó đang bị nghiêng ấy. Đấy. Dầu nó rồi sang bên này nó không kêu rồi. Như thế là ok rồi, không sao rồi. Đấy, bây giờ là mình để vào trong nhà này là an toàn rồi. Đồ đạc cái thứ là để vào trong nhà này thì không bận gì rồi. Mày bây giờ nó kẹt luôn, nó không không vâng. Sang số lùi được. Vâng. Thôi đi lấy chén nước uống đã, khát nước không? Vâng. Uống nước. Rồi cảm ơn cháu quá. Vâng. Cháu rồi. Để đi đến nhà chú rồi. Dập cũng không thể giúp là. Thì cảm ơn cháu bao nhiêu. Ông phải nghe được cái câu bác Hồ nói không? Lao động là vinh quang ấy. Cứ làm việc là mình làm thôi. Dạ. Yeah. Vâng, cảm ơn những người khác nó không giúp chứ. Nhưng mà mình cháu thôi, cháu thôi. Vâng. Cảm ơn cháu bao nhiêu. Nó khá là như nó còn không được tí nào. Ở ai xem nước là sôi chưa? Nấy bạn ra mê mặt đun rồi đấy là sôi nữa. Cháu xem cái lá mắc can kìa. Cái nắng à đây là cái này để khi mà đun lên là nó xanh này, xanh như kiểu lá mới của nó luôn đấy các bác này, nó tươi luôn á. Đây. Đây này, xanh lè như mới hái ở trên cây về ấy các bác. Đấy, lá già nó ở trên cây nó cũng như thế này thôi. Đấy, khi phơi lên thì nó sẽ nó nhạt nhạt đi ấy. Màu nó kiểu là màu khô rồi các bác. Khi mà mình đun lên là bắt đầu nó lại có màu xanh như kiểu mới luôn, mới hái luôn đấy các bác. Rồi cháu sẽ chát ra để trong bát để uống luôn. Lấy vào trong kia cho bát luôn uống. Khát nước quá. Cái màu của nó thì nó cũng không có đậm đậm với đâu các bác này, vàng nhạt thôi. Đó, uống rất là ngon luôn. Để xin mời các bác nha. Nóng. Cái trà mắc can này thì nước của nó uống như kiểu là không biết tả kiểu gì, nó hơi nhạt nhạt, xong rồi khi mà mình uống một lúc sau là nó cái cổ họng của mình ấy nó có tí ngọt ngọt. Đây, đây cái trà mắc can nhé. Ông có gì đâu nhỉ? Mang cái kia đây. Trông màu đẹp nhỉ ông nhỉ? Vâng. Đây này các bác này, nước trà mắc can mà khi mà đun lên nó có màu này này các bác này, uống rất là ngon, uống rất là dễ uống. Ông uống đi. Vâng. Đây, cái phần cháu đun lên ấy thì là có cả lá này, lá cây này, đấy và cả thân cây nữa. Cái là cả cây và cả lá của nó các bác nhé. Đấy, khi mà mình đun lên thì cái cây này nó sẽ trực tiếp là tạo ra cái màu màu vàng vàng như này này các bác này. Đó, nhựa của nó là nó sẽ ở cái khé đây này, còn là khi mà mình đun lên thì nó bắt đầu nó tiếp tục là nó sẽ ra nhựa, và cái lá của nó là cái lá này khi mà mình đun lên nó sẽ có một số lá là nó sẽ vàng, còn một số lá là nó sẽ xanh lại các bác này. Đây, cái lá của nó xanh như kiểu là mới hái về luôn đấy. Hôm nay thì mình chưa được cả cái gan của mình ấy, gan mình lại chơi lại. Dạ đúng rồi. Đây cái này là đây này, từ so sánh ốc đun đấy. Đấy, so sánh cái lá chi đun với lá đun nó khác nhau luôn đấy các bác. Trực tiếp là đây này, cháu lấy cái đèn đi thử uống. Đó, hai màu khác nhau không các bác này. Khi phơi khô lên là nó như thế này này, khi mà đun lên là bắt đầu nó như thế này này. Đó, khác biệt nhau không? Đấy là rất là chất lượng nha các bác nha. Đấy, khi nào mà các bác có mà muốn dùng lá mắc can thì hãy liên hệ với cháu, và bên cạnh cháu đây là cái chai mật ong khoái rừng là của ông gì đây. Đấy, đợt vừa rồi thì lấy về thì cũng bán được khá là nhiều chỗ. Hôm nay thì tiếp tục là được hai chai như này. Đây mà đóng khoái rừng nguyên chất nhé. Cháu có in tem dán hết rồi này. Đó, có cả logo của cháu này, và cái tem này cháu cũng có dán được cái miệng chai rồi. Đấy, nên là không ai đổi mật được bao nhé. Niêm phong hết rồi. Thì các bác yên tâm khi mà sử dụng hàng của cháu rất là chất lượng. Đấy, một chai mật ong, hai chai mật ong như này.
khi mà các bác lấy 200 mật ong như này, các bác muốn lấy thêm sắt thì cháu sẽ tặng thêm sắt cho các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì mời các bác uống nước trà đã mắt gan cùng hai ông cháu. Và bây giờ thì chắc là cháu là đi về thôi ông ạ. Ông ở lại xem cơm nước để ăn đi nhé. Ông lấy cái nhựa là lên trên kia để đun, đấy đun xong rồi đổ trực tiếp vào đấy luôn nhé. Đấy, cô bác bây giờ thì cũng khá là buồn, cháu xin phép là di chuyển đi về. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.